không, nhà cửa dọn dẹp nó gọn gàng sạch sẽ mát không, trời ơi bữa như là một cái bãi rác vậy đó. Sao mà tháng cái rầm vậy? Để cho cô thở. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Bình Định Giáo Yêu. Ngày hôm nay em ghé thăm cô Lài quý vị ơi. Hôm nay được sự ủng hộ của chú Năm Đô La ở nước Mỹ, là ủng hộ cái giường sách với lại nệm luôn quý vị. Và cũng có hỗ trợ một phần để cho cô nhờ người ta phụ dọn nhà quý vị, với lại đi đi đổ xà bằng nữa hả con? Dạ. Dạ. Là trả tiền rồi, chi phí hết hết là mấy trăm á, rồi dạ. Mấy chú ủng hộ cho vô đựng phụ cho tiền đổ dạ. Lại tiền dọn nhà là chú Năm Đô La là hỗ trợ 2,4 triệu dạ. Luôn á, tổng cộng luôn á. Dạ. Bình ga bự, bữa nào mày có tiền á mày góp vô mày đổi bình ga bự chứ xài bình ga nhỏ sao mà lỡ. Trời ơi, bữa con biết sớm là con cho cô cái bình ga với cái bếp ga cái trời anh kia anh dọn. Đâu có. Chú con có cho bình ga mà luôn. Không tôi Phật tưởng tôi cháy, giờ tôi đâu tôi không có bình ga. Giờ về nấu có gì cũng không có bình ga nấu biết ga. Tại như hư hai cái vậy nè. Nay dọn nhà rồi hả? Dạ dọn nhà rồi chú. Dọn chú nhà dòm sạch, sạch sẽ em chú. Có gì nha. Dạ. Chú dọn thấy sạch sẽ em chú. Sạch sẽ vậy rồi giờ con dẫn đi mua. Dạ chú dẫn đi nè. Mua giường dạ. Rồi bây giờ dạ. Cô quyết định dạ. Mua giường sắt hay là giường tre? Thôi mua đại giường sắt chú, giường tre phải đi xa lắm chú ơi, tăng cái sơn lực. Dạ. Xa giường, lắm. Giường sắt là mua gần đây không? Dạ có ba giữa thùng. Có ba dạ. Giữa thùng. Là ở đâu? Là chú phải đi lên chợ Hóc Môn đi lên nữa. Dạ. Còn cái giường mà tôi hỏi 3 triệu á là ở gần ngay trước siêu thị Lợi Khúc. Dạ. Chỗ tiệm nội thất Ngọc Anh á. Dạ. Đó mà tôi chưa có trả giá thì tôi không gặp bà chủ, tại bà chủ đó hay cho tiền tôi hoài à. Dạ. Bà chủ đó hay cho lần 500 cho hoài à, khi mới cho gạo cho đồ. Mà bữa gặp thằng thợ của bà thôi chứ chưa giáp mặt bà. Còn hả chú mà có vụ tôi đâu có dám xin cái giường 3 triệu giường cây mà nằm thì nó bền hơn thiệt. Dạ. Đó thì giờ chú cho vậy nằm nấy chứ không ấy gì hết trơn á. Đó chứ giờ hỏi chú giờ mà không có giường nằm nằm không có được. Là bữa dọn đập bỏ hết đồ luôn hả? Dạ. Thế giờ nhà cửa rộng rãi thoải mái dạ, không? Dạ thì gì, mới đẹp. Vừa xe ba gác vô đỡ người ta đòi 500 tôi không có tiền nữa. Nó hơi giờ tôi khổ quá, tiền giấy số thì tôi mượn tiền giấy số á. Rồi 300 rồi tôi trả cho tiền gác thôi, chạy chú tâm cảm bây giờ tặng cho ông tờ giấy số. Còn bữa kêu cái cô đi dọn phụ á. Dạ. Hai ngày cho có 300 với thằng dạ. Trai dọn phụ á chú. Chứ giờ thì tiền thì cái cô đó thì bà quen á, rồi bà vô bà giúp giùm. Cứ kêu mấy người người ta không có dọn. Đúng rồi, nó nhiều dạ. Quá mà. Dạ, nhiều đồ với lỡ giờ tôi đập tới ai cho đồ, kiểu quần áo chắc tôi không dám nhận nữa chú. Hồi đó cứ nghĩ là đồ, thiệt một năm mà hai tháng tôi không có mai bộ đồ, toàn là bận đồ cho không mà chú. Giờ tôi dọn hết rồi, thì còn có mấy bao chưa dục nữa, tại ông chở ông hết. Dạ. Đó thì tôi để trên gác cho nó đỡ, giờ tôi chỉ cần... cái chỗ ngủ á chú, rồi đừng nằm lên nằm xuống cho nó dễ chứ giờ thì đi... cái việc xe cái giường như thế nệm thì con sẽ mua cho cô của phần đó của chú Năm Đô La ở Mỹ ủng hộ. Dạ. Rồi còn cô có nói thêm là cái xe lắc của cô nó bị hư hoài à. Dạ thì giờ nó bị trục trặc, hồi tối điện cho chú là hai bà cháu đi giá bánh xe mới về. Giá bánh xe mới về rồi sáng nay làm hết chập nữa rồi. Bị trời cái dồi rồi nó hư biểu thay ruột rồi. Tôi chưa có tiền mới thay ruột anh cá. Dạ. Thì con thấy cô nói vậy thì con có xin được cái cô Ngọc Dung ở Arizona Mỹ là 200 đô. Dạ. Là khoảng 4,6-4,7 triệu à. Dạ. Với lại vậy không đủ tiền mua xe chú. Với lại anh Cường ở quận 5 cho 1 triệu nữa dạ. Là 5 triệu mấy. Dạ. 5 triệu mấy chắc con bù thêm mét nữa là mua xe 6 triệu á. Nãy con hỏi là 5,9-5,0 triệu. Dạ. Dạ đúng rồi. 5,9-5,0 triệu mà xe lắc ở Kiến Tường dạ. Ở Sài Gòn á. Dạ. Mà tiền vận chuyển hình như là nó tính thêm á cô. Dạ. Thì có gì để chú chú cho xe nào rẻ hơn, sợ chú bù tiền rồi chú công chú lên xuống thôi thấy đau dạ, không sao đâu để con gọi cho chị đó thử ấy. Rồi cô nói chuyện với chị đó luôn dạ. Chuyện nhu cầu của cô sao dạ để cô đi thoải mái nha. Giờ chú nói vậy nè, thí dụ chú xin ta cho được đó mà mua xe còn thiếu, ví dụ tiền xe đồ mà không có tiền chở hơi cho chú cho tôi nói chuyện với cô đó, giờ thiếu nhiêu vậy không có bù vô, giờ cô giúp cho chót luôn dạ. Đó vậy cần vậy thôi rồi chú, nó có xe là hai bà cháu vẫn rồi. Rồi sáng mà hồi sáng này con đang gọi nè. Dạ. Dạ. Chi tại nẻo. Dạ. Mới mua
Dạ em nghe nè chị ơi. À, chị bây giờ chị mua xe lắc hả? Chị lấy loại nào? Dạ thì hôm qua cô nói cái xe mà 5,9 triệu mà chú này chú không có đủ tiền đâu. Chú hồi để chú xin ta mà tôi ngại lắm. Người ta cho được có 4 triệu mấy à. Cô có thể bớt chút định được không? Tại vì nhà của tôi mới dọn xong nè. Chú đang quay trong nhà nè. Thì... Nói chung là không có bớt chị mà chị ở đâu? Dạ ở ngõ Ba Chùa, siêu thị cái tắc quẹo vô nè chị. Ở Hóc Môn á. Hóc Môn á chị. Đường là đường nào vậy chồng? Đường Trần Quốc Vịnh á chị. Nói chung bây giờ em ở quận 1 mà đi Hóc Môn thì giao rất là xa. Dạ. Cho nên nó thì giảm thì em không có giảm nhiêu á chị ơi. Dạ. Giờ chị chắc giá nhiêu vậy chị? Thì chắc giá thì 5,950 á. Nếu mà anh chọn nguyên anh mua tặng chị em bớt 50 thôi là 5,9 triệu chẳng luôn à. Rồi còn tiền ship thì sao chị? Rồi chị rồi tiền xe nữa em về không có tiền à. Chị bớt cho em thêm trả tiền xe đi chị. Giờ em ngày bán vé số cũng khổ thiệt. Tiền xe thì em không có bớt chị ơi. Tại Hóc Môn rất là xe. Em không có bớt. Chú Sơn chú Gia tới nhà này rất là gọn. Chú vung ra luôn cho. Dạ. Thì nếu mà muốn mua thì bớt anh 50 bằng 5,9 triệu thôi. Dạ. Cái địa chỉ đi chú Sơn giao chú báo bao nhiêu tiền rồi báo lại cho nha. Rồi rồi ok chị rồi ok. Có gì em chốt là em nhắn tin Zalo chị nha. Dạ dạ. Bà không có chịu bớt. Đó thì giờ chú coi thôi giờ cả giờ chú mua cái nào đi cũng được hết chú ơi. Chứ giờ chú đã chú đi lên chú đi từ thiện mà đi dắt vòng mà chú lên chú xuống. Tại vì để Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì còn khó. Thì con cũng có quen dạ. Một số Mạnh Thường Quân thì xin thái khổ á mình dạ. Nói cô chú giúp đỡ. Thì cơ bản nhiêu đó cũng gần đủ rồi. Hết sao dạ. Đâu. Thì bởi vậy còn cô dọn nhà bữa chú $5 mà mua giường cho giường nếu đẹp dạ, cho cô á dạ. Chú nói là cô dọn bao nhiêu thì chú phụ mà giờ tôi nói chú nghe tôi đi xe không được 3-4 người khiêng lên rồi chú 3-4 người khiêng xuống rồi có người ta bợ cái giò không biết bợ nó gãy xương dạ. Gãy xương nó mục hết rồi hồi sáng này trốn viện ra đi bán mấy nhỏ gì ta là lại bởi đi đâu nữa tôi nói ra gỡ giặt đồ giặt bỏ đồ của chú đâu có giặt đứng giặt được đứng hai cái giò cứ rung vậy nè. Rồi cái gọi tôi nói cô ơi tôi đi giặt đồ. Trời ơi nhỏ nè. Rồi cảm ơn à. Con để đó tới chú. Rồi để chú con mời chú uống nước đàng hoàng. Rồi mua đồ cho ba đi. Rồi đó giờ tôi nhắc nè. Chú Phan để cái này có số điện thoại không chú? Có. Có số điện thoại không chú? Còn không gọi người ta tới giao luôn cô khỏi đi. Gọi mấy điện đi. Điện rồi điện anh cho người ta tới luôn được không chú? Khỏi đó cái cảnh xa quá. Im để chú quay nè. Trời ơi nãy sai nhỏ đi một lần xe cổ băng qua đường. Thôi con ở nhà đi chị hai đi đi. Con vô đi. Còn hai đứa nhỏ kia mẹ nó dẫn đi bán mấy số dạ, hả? Dạ đi bán rồi 4 giờ mới về chú. Còn hai đứa này ở nhà tôi chở đi một đứa. Đừng lên nó bận đồ bận quần đó chú. Bận không có được không có giờ gì. Lần tắm vệ sinh là nhờ nó không mà. Còn đứa này ba nó coi. Ba nó cũng bị cái giò bị bắt 7 cây nóc á. Bể hai mắt cá trơn không có đi làm nặng gì được hết trơn á giờ phải chịu đựng nhà vợ đi bán vé số rồi nhà việc nhà đồ thì nó quét dọn nấu cơm giặt đồ đồ vậy đó rồi ai kêu cái gì nhẹ thì có khi mất con mà đi làm không có được dạ. Nó cứ ở nhà vậy đó chú rồi giờ tôi đi bán khi ta cho đồ ăn thì đem tiền đem đồ ăn về cho nó cái vụ có khi con bệnh đau không có thì cho nó 20-30 rồi mua thuốc cho con nó. Bữa hổm nó bị cái đầu á chú bị té cái đầu á còn u á rồi cho thuốc nó mua mới bầm nó uống dạ. Nó vô mua vừa bị người ta quýnh á trời ơi thằng xe rượu nó quýnh á kêu đi chụp hình á bây giờ còn cục mà bữa nặng ra máu hả cục vậy nè hình ra thì kêu đi chụp hình không có đi sợ để nữa máu bầm chứ giờ hoàn cảnh cũng khổ chú ơi vợ thì ốm nhom nhá cô về đây cô có nấu ăn không dạ cái nhầm hồi đó tôi nấu được bây giờ tôi nấu không được giờ thằng trai nấu bưng qua còn mới ở bệnh viện thì nó dở lên còn thôi con gửi tiền cô đoàn tí cô trả luôn đi dạ là 1,8 triệu đúng không dạ, là đúng cái rồi. Giường với cái nệm luôn dạ dạ là hôm nay được sự ủng hộ của chúng $5 là muốn mua cái giường với cái nệm cho cô nằm cho thoải mái dạ chúng $5 bảy á dạ. Là 1,8 triệu với cô dạ. Dọn nhà đúng không thuê người dọn nhà cho sạch sẽ đúng không dạ dạ 300 dạ với 300 đổ rác nữa là dạ, 600 dạ. 600 nhân 1,8 triệu là 2,4 triệu nè dạ con gửi cho cô 2 vậy triệu cảm tư ơn, luôn gửi cảm ơn chú $5
Dạ. Giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn vậy, không có giường nằm chú cho vậy là rất là mừng. Nó mới có giường nằm rồi, chừng nào tôi xuất viện thì tôi về tôi nằm được, chứ giờ bác sĩ chê rồi tôi tính hết chừng 10 ngày nữa tôi xin về luôn rồi. Dạ. Đây quý vị mua giường với nệm luôn nè, người ta chở tới tận nơi luôn. Cái giường 1m2 nha quý vị nha. Đi đứng rất khó khăn nha quý vị nha. À. Vậy không ngồi mẹ nó đi còn xuống được sao xuống cái giường. Mỗi lần lên xuống là khó khăn nha quý vị. Giờ lắp cái giường này có nệm nữa, rồi xe lát mới nữa. Đỡ hơn xíu. Giờ chỉ có thiếu tiền thôi. À, giường 1m2 vừa nè, giường 1m4 nó hơi chặt cái phòng. Dạ. Anh em giường 1m4 hả? 2. Bữa nó giường 1m4 là chú nói 2 triệu. Giờ tôi thấy xuống rồi, giờ giường này có 1.8 à. Triệu 8 là nệm với giường luôn. Nệm với giường luôn đó mà. Giỏi dữ ta. Mua nệm xong rồi bữa nào mua xe lắc nữa. Dạ. Đó giờ tôi có vậy tôi cũng mặn quyện rồi chú. Tự nhiên đi đi ngang qua gặp cô thôi chứ con đâu quay cô đó đâu, con quay gia đình bảy đứa nhỏ. Bà mà bảy đứa con đó chú. Bảy đứa con gì? Ngay chỗ của chùa Hang. Chùa Hang đó. Bảo nghe gì hết trơn hả? Sao ạ? Bảy đứa con rồi nhỏ xíu có biết gì đâu, vậy mấy tay mấy chân gì đó. Trời ơi. Mấy đứa là con gái mà cũng lại hoài lắm nha. Rồi. Để cho mấy chú làm. Ấy chơi mấy đứa nhỏ thấy tay chân rồi đem nhỏ đi bệnh viện. Rồi bắt đầu vợ quay mấy đứa nhỏ đó, rồi hai vợ chồng không có nhà, cứ biết đâu rồi năm đứa con, bảy đứa con, bơm đi ngay có năm đứa, giờ bảy đứa. Rồi bà đang định làm cho mấy nhỏ cái cút kịp á. Chết hả? Chưa có ấy, mới cái bị đứa nhỏ là nhỏ xíu, cái tay chân mà cút được. Con chó tôi còn cung mà ở đó, nói con người mà đi giết. Bữa tôi đâu biết, tôi đi ngang rồi, bữa tôi đi ngang công an quá trời mà. Không có biết tới giờ. Chỗ đó là cha dượng hành hạ đứa con cháu. Lấy con nhỏ ra, con vợ nhà, con nhỏ lấy chồng nhỏ. Còn 7 đứa là cũng anh em dòng họ luôn. Rồi còn 5 đứa là trường hợp cha dượng hành hạ. Đây là anh trai đang làm. Vậy tôi cũng mạng nguyện, tôi cũng cảm ơn cái cô về mà nãy nói cho cô gì vậy chú? Cô Ngọc Dung ở Arizona, Mỹ là tặng 200 đô để mua xe lát với lại anh Cường ở quận 5, dạ. 1 triệu. Vậy chú nói là cô Dung hả? Dạ. Cô Dung ở bên bản là nói cô Dung tôi gửi lời cảm ơn xin hậu tạ dùm những lúc khó khăn. Vậy là quý quá, giờ có xe đi nó vững vàng với cái chú nào mà cho 1 triệu á. Chú anh Cường ở quận 5. Cường, nói chú Cường thì tôi gửi cảm ơn chú Cường những lúc khó khăn này nè, giúp đỡ như vậy nè. Cũng có xe đi có chỗ. Dạ, là tổng cộng tầm khoảng 5 triệu 6, 5 triệu 7, còn thiếu mấy trăm nữa với tiền ship nữa con bù vô đó. Là 6 triệu mấy. Cảm ơn cô chú đồ nhiều á, những lúc khó khăn vậy á nữa mà. Tôi mỏng ước giờ tôi không ước gì, tôi chỉ ước có làm giấy hộ khẩu được cho mấy đứa nhỏ đi học thôi, chỉ ước như đó thôi chứ tôi không ước gì. Dạ. Thế mình thân bệnh tật lo chứ, lo cho cháu nữa để cha mẹ nó lo. Tại vì không có giấy tờ chú như tôi nè, biểu giấy đưa chứng minh nhân dân tôi không có. Rồi đưa cái giấy nói sao, như bài làm với chứng minh nhân dân. Nó nói giờ đưa giấy nhân dân không có hộ khẩu. Anh bên tay rất.
Chính phủ dùng chút, dùng tải đây đi chú. Rồi em chú. Anh chó đẹp đó. Bữa nay cô không bán vé số hả? Có. Hết rồi hả? Không có còn 20 tờ nữa. Còn 20 tờ để lại luôn đi, giòn. Còn 20 tờ bán được, tất cả còn có. Chú cứ quay vậy đi, y như cũ á. Y như cái giường tre, chiếc tre chỉ không dùm chứ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa anh sao đủ phải bỏ cầu thang à? Không, không, bỏ cầu thang, đóng lên cầu thang, chú đâu có giò cắn đâu đi được. Đó, giường ngon lành luôn. Mua giường sắt với lại nệm luôn quý vị. Đó, vậy là quá ngon rồi chú. Được có chết cũng nằm giường đẹp mà chú. Trời ơi. Ờ thiệt á. Chứ đâu có giường nằm được nữa. Được có chết cũng có giường đẹp nằm á chú. Chứ nằm giường kia nó gãy rồi sao nằm. Dạ. Nó có giường, cái giường này nằm đó thì nữa cũng mãn nguyện rồi đó. Ước hoài mua không có được. Dạ. Rồi xong cái giường luôn nè. Khui ra giùm luôn anh. Giường màu xanh luôn. Lý tưởng luôn quý vị. Giường với nệm là 1.8 triệu giao tận nơi luôn. Đẹp ha. Dạ. Nãy cô nói là dù đúng chết rồi. Cũng mà nằm giường đẹp luôn quý vị. Có mặn nguyện chứ cái giường kia sập sao nằm được chú. Đó vậy là yên lòng rồi chú. Đó cái tấm hình tôi mới quạ rồi nữa có chết rồi sợ tấm hình ở tôi đó, tấm hình trên đó. Tôi mới làm. Tắt lửa giùm ba đi. Đó cái tấm hình đó tôi mới quạ đó. Đó nãy con đưa cho 2.4 triệu rồi đó, thanh toán người ta đi. Rồi cảm ơn chú $5 ở Bỉ đã tài trợ. Cảm ơn chú nhiều nha, chở xuống tính đạp xe lên chảnh đó. Dạ, dạ. À, này quý vị bắt máy giờ thấy gọn gàng không? Dạ, chú. Rồi, cảm ơn chú nha. Mỗi lần cô di chuyển rất là khó nha quý vị. Bởi vì ngồi có chỗ không thì đi đứng thì nó đỡ hơn sao mới ngồi xuống đúng không? Được chú, ngồi trên xe không mà. Có chỉ di chuyển là như vậy, đi toilet là di chuyển thôi. Chứ ngồi chết ra như trên xe là suốt ngày luôn. Chồng ơi qua bảo phụ mẹ đó chồng ơi. Vậy qua dẫn cho tay mày lên đi. Tới nhà. Rồi tức là con thằng. Tại sao? Tại cho tới cái giường mới bệnh được. Để cho mẹ ngồi xuống đi. Cái kêu về chỉnh lại chấm hàng hay sắt vô đây là bốn góc này cho nó cứng luôn không? Dạ. Ngồi từ từ thôi. Không, nhà cửa dọn dẹp nó gọn gàng sạch sẽ mát không? Trời ơi, bữa như là một cái bãi rác vậy đó. À. Đau quá, đau quá, đau quá. Quá là để nằm luôn. Nằm luôn đi. Sao mà tháng cái rầm vậy? Đau quá, mày bớt quá tay đau quá. Tay còn dựng lại luôn có bám được chứ. Khoan, 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 đừng kéo ra đau. Để cho cô thở. Sao cô không đi tập vật lý trị liệu đi? Tập đâu có được, chân mục đâu có dơ được, chú thấy đâu có dơ, chẳng được, kéo từ từ ra. Ủa chân cẳng có thẳng được không? Không. Rồi, đỡ đi. Ủa vậy cô ngủ không có ngủ nằm hả? Mới lần như cái giường thấp á chú hơi bợ ngồi vậy đó. Rồi mới nằm xuống được. Cái giường nó cũng hơi thấp hả? Bữa nào mình kê thêm vô. Dạ bữa nào hàng đi khúc. Hàng thêm khúc nữa hơn cũng 5 phân nữa. Rồi mới lần nằm ở chú di chuyển á thì để gối nằm xuống cái như nãy vậy đó. Dạ. Nằm vậy đó. Để là mình hàng thêm 10 phân nữa. Dạ. Rồi mới lần nằm thì di chuyển á y vậy nằm ở cái bệnh viện á chú. Dạ. Ngồi từ từ rồi đau quá, nằm mệt thì nằm xuống cái ị luôn. Cứ vậy đó chú. Chỗ nhà chỉ ngồi chặn xe chứ đâu có nhà chú bị đâu có cử động đâu có cứ dậy đơ luôn rồi đó. Không ấy là cô ngủ là ngủ đứng hay ngủ nằm? Ngủ nằm mà cái giò bên đây thì nó đau cái xương á. Cái chỉ nằm nghiêng một bên phải cái ghế ôm á chịu cái xương. Dạ. Còn không có ghế ôm mày nằm không có được. Đúng rồi, giường sắt này với một cái giường mà giường tre cô ngã mấy lần nhỉ là nó gãy luôn còn gì nữa. Giường tre còn chết nữa.
Đó thì chú thấy không, ở đầu nằm đó cái gói rồi cũng nhiều quá để bạn á. Đó giờ chú cho vậy là mừng, mốt nào bữa nào tôi hàng thêm một phút gì nữa là Dạ. sao nè chú. Nó mỗi lần di chuyển cực lắm, mỗi lần mà một là sợ bước lên xe, hai là đi toilet, với ba là nằm á, nằm xuống á, những lúc như đau quá khó khăn. Có bữa thì nó giật chú biết sao, nó cột vô bốn chân giường á, rồi chích thuốc rồi tỉnh rồi bắt đầu mới tháo dây ra. Mỗi lần di chuyển á, là bắt đầu nó giật á, là tay chân quéo hết trơn à, chứ không có ngồi được như vậy. Nó giật là la làng không, nó quéo cái này la làng không, mà bác sĩ chạy xuống là vô thuốc á, vô Dạ. cái hành kinh á, cái nó bớt rồi chú. Rồi giờ có giường có nệm Đó mới rồi, thì ổn rồi, được được rồi, rồi có chờ mua xe lắc nữa là xong. giờ cảm ơn cái cô gì nãy cho tiền á chú. Những lúc khó khăn cô giúp đỡ, có chiếc xe định dưỡng rồi, còn không chiếc xe là hai bà cháu chết. Có bữa ôm giữa đường thì bị dí số hoài à, Dạ, bị còn ôm dí số cái hoài. đó là con mua sau, vài bữa nữa con chốt rồi người ta lên giao cho Dạ cô. dạ Rồi còn hôm nay là được sự ủng hộ của dạ chú đúng 5 đô vậy la rồi. là tặng giường với nệm luôn. Dạ vậy là cảm ơn chú nhiều nha. Với gửi cô Dung cô gì á là cảm ơn cổ, cổ giúp đỡ cho những lúc khó khăn nè, có giường nằm nè. Rồi cái chú gì ở quận 10 á, giờ gửi lời cảm ơn Không, chú. cái chú anh Cường ở quận 5 là sẽ Dạ. ủng hộ cho cô 1 triệu, với lại cô Dung ở Mỹ là 200 đô. Dạ. Là được 5 triệu mấy rồi, con mua cái xe lắc cho cô 6 triệu, Dạ. 5 triệu chín chứ tiền ship nữa chắc 200-300 nữa à. Dạ. Rồi hả chú làm phước hay làm phước cho chót luôn, vậy là mãn nguyện rồi đó. Đó hả, tôi cũng ngồi bình thường vậy nè. Rồi cái bà đi dạo chụp hình á, rồi kêu bà vô chụp, bà ăn 200 ngàn nữa có chết cái mình nó thằng. Dạ. Có 200 ngàn, con nhỏ làm 300 rưỡi tấm thấy ghê không? Dạ. Nhỏ tóc dài mà làm mở đầu đó, đó nhỏ con gái đó, Dạ. 33 tuổi đó. Dạ. Đó còn ở đó ông xã chết nay 17 năm rồi. Thành ra để cái đó chú kê miếng gạch trên cục gình rồi chú ơi, chú Dạ. cứ biết làm Rồi, đó. rồi Vậy con giờ cảm ơn cảm cô ơn chú nha. nhiều nha. Dạ giờ cảm ơn chú nhiều nha. Rồi và bây giờ em Rồi cũng xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú anh chị vào dạ một ok, video clip đây tiếp còn theo. hai Mọi nữa người đây xem chú. nhớ đăng Dạ ký kênh ông Hòa Bình Định dấu yêu à. Rồi anh dạ chào tạm biệt cô. dạ Bye tạm biệt bye. và cảm ơn chú nhiều nha, cảm ơn tất cả quý vị nha.